Chào quý vị các bạn, đây là TV LG đang bị mảnh như thế này. Đấy là bị mảnh. Đấy, hiện tượng là như vậy. Đấy. Chúng ta tiến hành mở ra. Chúng ta mở đấy, nó có vít nào mở cho hết đấy. Thường thường 4 vít là được, nhưng mà nó hiện nó cần nhiều vít đấy. Chúng ta tiến hành mở ra. Đấy, chúng ta kéo mạng lên. Đấy, chúng ta tháo mạng lên. Đấy, chúng ta mở ra tiến hành kiểm tra. Thế này, đây là màng của nó ấy. Chúng ta kiểm tra đây về phần màng đấy. Chúng ta kiểm tra nguồn của mạch. Đấy, chúng ta thiết chúng ta tiến hành kiểm tra mạch và chúng ta hút hút mạch ra, hút chân mạch ra. Chúng ta tiến hành tháo IC mạnh ra. Đấy, chúng ta hút ra hết chân rồi đấy, rộng rồi đấy. Bây giờ chúng ta tháo cho ra. Đấy, chúng ta thay con IC, đây là 7845. Con IC mạnh của Lri, nó chạy chung rất nhiều con. Bởi vì là nó chạy cho Samsung cũng còn được mà.
Đấy. Đấy, chúng ta rút IC hỏng ra, chúng ta thay vào IC mới vào. Đây cái này bành như vậy không gì chỉ chắc IC đâu, nó còn hỏng cả. Đó, thì để kiểm tra đã. Đừng. Đấy, chúng ta tiến hành hàn chân vào. Đấy, thay IC vào rồi hàn chân vào. Đấy. Mắc ồn quá, hai đứa con nít hai bên. Nó quấy nhít rồi đất. Chúng ta xem thử như thế nào. Bởi vì mình dựng màn hình lên để xem tình trạng như thế nào. Tất nhiên nó có đỡ hơn nhưng mà nó vẫn bị rạch ở đằng trên. Chúng ta tiến hành lật ngược lên để kiểm tra xem như thế nào. Đấy, chúng ta tiến hành kiểm tra. Bởi vì cái này chúng ta phải khởi từng chân một để kiểm tra có thể hỏng những cái nào. Có những trường hợp khó như vậy đấy. Cho này lấy chân ra. Đấy, chúng ta tiến hành tháo linh kiện ra một đầu cho nó hở ra rồi kiểm tra. Đặc biệt những linh kiện này nó chạy lâu rồi nó rất dễ hỏng, cho nên là đấy. Đấy, chúng ta phải tháo từng linh kiện rồi. Đấy.
Tiến trình kiểm tra rất là khó khăn đấy, công việc không phải là dễ đâu. Đấy, chúng ta kiểm tra tàu. Đấy. Thay tàu. Thôi chào, mời quý vị xem tiếp phần 2. À, chúng tôi bây giờ đã có một